Rồi, hello, xin chào mọi người. Video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta có thể giao dịch ở trên Uniswap ha. Thì để mà các bạn giao dịch trên Uniswap, các bạn sẽ vào trong phần là app.uniswap.org, hoặc là các bạn lên Google, các bạn search là app.uniswap thì nó cũng ra cái trang này. Đó, app.uniswap.org ha. Tại vì Uniswap nó có nhiều trang lắm, cho nên các bạn vào đúng cái trang giao dịch của nó là giao diện này. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ chọn cho mình cái nút là Connect a Wallet. Thì ở đây các bạn muốn giao dịch trên Uniswap, các bạn cần phải có ví. Thì một trong những ví phổ biến nhất đó là MetaMask. Thì các bạn sẽ cần ví MetaMask ha. Đó, thì mình kết nối Uniswap với lại ví MetaMask của mình. Rồi mình chọn Next. Rồi Connect. Rồi xong. Thì lưu ý đầu tiên dành cho mọi người khi mà mọi người giao dịch ở trên Uniswap á, đó là mọi người cần phải chuẩn bị sẵn ETH ha, để các bạn làm phí giao dịch. Bởi vì khi mà bạn giao dịch trên Uniswap là các bạn đang giao dịch bên mạng lưới của Ethereum, cho nên các bạn cần phải chuẩn bị sẵn ETH để làm phí ha. Và một lưu ý nữa cho mọi người á, là mọi người thường nói là Uniswap nó là nơi dành cho nhà giàu, tức có nghĩa là hiện tại phí giao dịch trên Uniswap nó đang rất là cao. Một lệnh mà các bạn giao dịch thì nó có thể mất đâu đấy của các bạn tầm vài chục đô, 40-50 đô là ít, hoặc thậm chí là hơn nữa. Cho nên khi mà các bạn giao dịch đó, thì các bạn cũng nhớ lưu ý điều này nhé, cần phải chuẩn bị đủ số ETH để chúng ta làm phí. Rồi thì bây giờ nếu mà các bạn đã chuẩn bị xong rồi thì chúng ta sẽ tiến hành demo. Mình sẽ demo cho mọi người xem là cách để mua coin trên Uniswap như thế nào. Đầu tiên thì các bạn sẽ thấy là cái phần from này, thì đây chính là cái coin mà mình có. Thì các bạn muốn mua từ đồng nào, ví dụ như là mình muốn mua từ ETH thì mình sẽ chọn là ETH, còn mà mình muốn mua từ những đồng khác mà mình có trong ví á, thì mình sẽ chọn trong đây. Đó, thì nếu mà chọn trong đây không có thì các bạn có thể lên trên CoinGecko hoặc là CoinMarketCap, các bạn search cái đồng coin của các bạn. Ví dụ như là mình demo, mình search thử đồng là Balancer đi. Đó, ví dụ mình search thử đồng này đi, thì các bạn sẽ thấy là mỗi một đồng coin này nó sẽ có một cái contract của mạng ETH, là cái địa chỉ này các bạn copy nè. Đó, rồi các bạn dán vào đây thì hệ thống nó sẽ hiện ra cái đồng đó cho các bạn ha. Rồi các bạn nhấp vô là chúng ta có thể sử dụng đồng đó đi giao dịch. Rồi bây giờ thì mình sẽ chọn là mình sẽ chuyển, mình muốn mua USDT ha, mình muốn chuyển từ ETH sang USDT thì mình sẽ chọn ở đây là USDT. Đó, rồi mình chọn vô. Rồi, mình sẽ nhập số lượng vô, ví dụ như là mình muốn mua là 0,05 ETH thì tương ứng với là 106 USDT. Thôi mình mua 0,03 thôi. Đó, thì tương ứng với là 63,6 USDT. Thì khi mà các bạn mua thì các bạn sẽ nhận được là 63,6 USDT với cái số ETH này. Rồi khi mà các bạn xác nhận ok rồi thì các bạn sẽ ấn là swap để chúng ta tiến hành lệnh swap ha. Thì mình sẽ chọn là swap nè. Rồi chọn confirm swap. Rồi, ở đây thì các bạn thấy là phí giao dịch hiện tại nó nằm ở khoảng là 58,64 đô. Thì các bạn thấy là nó rất là cao ha. Rồi, thì ở đây các bạn có thể tùy chọn, nếu mà các bạn để cái mức là hệ thống hiển thị thì lệnh các bạn nó sẽ tầm vài phút nó xong. Còn nếu mà các bạn chọn cái phần nhanh này thì lệnh các bạn nó sẽ đi liền. Thì mình sẽ demo cho các bạn, mình chọn là lệnh nhanh luôn. Rồi mình chọn là save. Thì mình xem lại mình sẽ thấy là phí lúc này nó sẽ là 67,16 đô ha. Thì mình sẽ xác định là confirm. Rồi. Bây giờ thì giao dịch của mình đang được xử lý. Thì tầm đâu đấy chưa tới 1 phút thì hệ thống nó sẽ xử lý xong giao dịch của mình ha. Rồi thì lúc này các bạn thấy là hệ thống đã thông báo là mình đã swap thành công 0,03 ETH với 63,7 USDT rồi. Thì các bạn thấy là lúc này ví của mình đã có 63,48 USDT rồi ha. Các bạn có thể check cái giao dịch đó ở bên Etherscan. Các bạn nhấp vào giao dịch nè ha. Rồi các bạn chọn dấu mũi tên này thì nó sẽ hiện sang blockchain.
của bên FTH thì các bạn có thể check ở đây thì thấy là giao dịch đã thành công rồi. Thì đó là cách mà chúng ta sẽ tiến hành là mua một cái đồng coin nào đó. Thật ra thì mua hay bán nó cũng như nhau thôi, tại vì nó là lệnh swap mà. Thì các bạn hiểu bản chất của lệnh swap là các bạn sẽ chuyển từ cái token gốc là token chỗ from nè sang cái token mà các bạn muốn nhận lấy. Rồi bây giờ mình sẽ làm ngược lại, ví dụ như là mình muốn chuyển từ USDT sang ETH thì mình sẽ để USDT ở trên nè ha. Đó, các bạn bấm dấu mũi tên này để mình có thể đổi ngược lại. Rồi mình sẽ chọn là max, mình muốn chuyển maximum số lượng USDT này sang lại ETH. Rồi, trước khi mà mình chuyển á, thì hệ thống yêu cầu mình là phải có một cái lệnh approve, tức là mình phải approve xác thực cái USDT này để cho hệ thống nó có thể sử dụng được, thì mình sẽ chọn nút approve luôn. Rồi, mình chọn nhanh luôn ha, rồi mình chọn confirm. Thì bây giờ mình phải đợi cho hệ thống approve xong USDT của mình thì mình mới bắt đầu mình chuyển sang lại ETH được. Mình có thể check trên EtherScan xem là nó sắp xong chưa. Hiện tại nó chưa cập nhật nữa ha. Mình đợi một chút. Thường nó cũng sẽ rất là nhanh thôi, nó tầm chưa tới một phút là cũng xong rồi. Nếu mà các bạn chọn fast thì mình có một lưu ý thêm cho các bạn ha, mình có một lưu ý thêm cho các bạn á, là nếu mà các bạn trong trường hợp mà các bạn giao dịch mà các bạn cần cái tốc độ nhanh á thì các bạn cần phải chọn fast, hoặc là các bạn có thể chỉnh cái gateway của nó cao hơn. Ví dụ như là các bạn có thể chọn cái phần speed up này nè đó, rồi các bạn vào phần advanced đó, rồi ở đây các bạn thấy là gateway hiện tại nó đang là 213. Trong trường hợp mà các bạn muốn bán gấp và bán nhanh, hoặc là các bạn tham gia IDO á, các bạn muốn mua nhanh hay là các bạn muốn xả token nhanh á, thì các bạn cần phải nâng gateway lên. Ví dụ như mình phải nâng lên gấp đôi hoặc là gấp 3, gấp 4 gì đấy, tùy theo cái mức độ chấp nhận của các bạn. Thì khi mà các bạn nâng lên thì giao dịch các bạn nó sẽ được xử lý rất là nhanh. Hồi trước mình demo á, mình làm thì mình chơi IDO á ha, mình mua thì mình sẽ để gateway lên tầm 1.000 đó, mình để gateway lên tầm 1.000 thì lệnh nó sẽ mất đâu đấy tầm chắc là 200 đô tiền phí, nhưng mà bù lại thì mình sẽ mua được trước người khác, và mình mua được trước thì mình đảm bảo được cái việc là mình sẽ có được cái token đó, và khi mà nó list sàn nó ít 10, ít 20 hay là ít thậm chí ít 40, ít 50 luôn thì mình có thể bán được, thì cái phần phí đó đối với mình nó cũng không có quan trọng, cho nên mình có thể đẩy lên. Còn khi mà các bạn giao dịch bình thường á, thì các bạn không có cần để gateway quá cao, các bạn cứ để mặc định là được ha. Rồi, thì quay lại vấn đề, các bạn thấy là mình đã approve xong rồi, thì bây giờ mình sẽ tiến hành swap, chuyển USDT sang ETH lại, rồi chọn swap. Các bạn đợi một chút nhé, hệ thống có vẻ nó đang bị lỗi gì đấy, nó không có hiện lên màn hình để cho mình confirm. Hay mình làm lại swap confirm. Đây, mình refresh lại bay đi ha. Có thể là mạng nó hơi bị chậm cho nên là nó phản hồi hơi chậm. Thôi mình tạm ngừng video lại. Rồi mình làm lại ha. Mình chọn là swap nè. Confirm. Đó, thì nó sẽ hiện lên cửa sổ này. Rồi bây giờ thì mình sẽ xác nhận ha. Rồi mình chọn edit, mình chọn fast luôn, nhanh luôn. Thì các bạn thấy là sự khác biệt giữa lệnh nhanh với lại lệnh bình thường nó sẽ chênh lệch đâu đấy tầm vài đô, nói chung là chưa tới 10 đô. Rồi mình chọn là save. Rồi. Xác nhận. Rồi bây giờ đợi một chút ha, để hệ thống nó xử lý giao dịch này là xong. Có một lưu ý cho các bạn là khi mà các bạn giao dịch ở bên Uniswap thì các bạn nhớ là check kỹ
cái token mà các bạn giao dịch nó có phải là token thật hay không. Bởi vì trong nhiều trường hợp á, thì các bạn mua những cái token mới á, nhiều trường hợp các bạn sẽ gặp trường hợp là bị scam, tức là cái token đó nó đặt tên y chang như token thật nhưng mà bản thân nó lại không có giá trị gì cả. Dẫn tới việc là khi mà các bạn mua xong thì có thể là các bạn gặp trường hợp là các bạn sẽ không có swap lại được. Mình đã từng gặp như vậy rồi ha. Tức là nó có thể can thiệp vào trong cái code, tức là Uniswap nó sẽ không có thể ngăn được việc này, là cái thằng dev của cái token đó nó có thể can thiệp được vào trong cái code đó để cho các bạn có thể mua cái token đó nhưng mà các bạn không thể bán được. Đó, thì cho nên khi mà các bạn mua bán ở bên những cái sàn AMM như thế này, các bạn nhớ check kỹ xem là dự án như thế nào, rồi token nó có phải là token thật hay không, và các bạn nhớ là có thể follow những cái kênh chính thức của dự án như là trên Telegram hay là trên Twitter đó, để dự án nó post chính xác cái contract đúng thì các bạn cho nó vô đây để các bạn swap. Còn nếu như mà cẩn thận hơn nữa thì các bạn mua những dự án mà nó đã list trên CoinGecko rồi thì các bạn khả năng là sẽ không có gặp trường hợp là gặp token giả ha, bởi vì team CoinGecko họ cũng đã check rồi, cho nên các bạn có thể lấy contract address đó ở bên CoinGecko hay là bên CoinMarketCap á, các bạn dán vô đây các bạn làm là được ha. Thì đó, mình vừa swap xong rồi nè. Bây giờ thì mình đã chuyển hết USDT sang lại ETH rồi. Thì các bạn thấy là mình làm có vài lệnh thôi thì nó cũng đã mất hơn 100 đô rồi. Thì các bạn nhớ là lưu ý là cần phải chuẩn bị sẵn ETH để chơi ở bên Uniswap ha. Rồi, chúc cho mọi người sẽ thực hiện thành công nhé. Chào tạm biệt mọi người.